อุตตปาทิอโกปาเมวิโมติอายมันติมาชาตินาติตานิกุลาภะวะติอิตัมโมวะจะปะคะวะอาตมนาปัญจวัคคียาภิกขุปะคะวะโตภาสิตังอภินันทุงอิมัสมิงจะปะนวายยะกะระณาสมิงปัญญมาเนอายะสัมมาตัวโกนธัญญาสวิรชังวีตมะลังธรรมจักขุงอุทปาทิยังกินทิสมุทัยธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติปวัติเตจะภควตาธรรมจักเกภูมาเทวาสัตถมนุสเวสุเอตังภควตาภาระนสิยังอิสิปตเนมิกทาเยอนุตตรังธัมมจักกังปวัติตังอาปติวัติยังสมณเณนวาพรหมเณนวาเทเวนวามาเรนวาพรหมุนาวาเกณจิวาโลกัสมิ
Nam Mô Bụt Tha Dạ. Đây là chương trình Phật Pháp Bụt Tha Tham Má trên Bao Thóp mỗi ngày 2 giờ giờ mùa đông Việt Nam, từ 8:30 đến 10:30 tối, giờ Houston từ 7:30 đến 9:30 sáng, New York từ 8:30 đến 10:30 sáng, Cali từ 3:30 đến 7:00, Cali từ 5:30 đến 7:30 sáng, Paris 2:30 đến 4:30 chiều, Sydney 11:00 tối đến 1:00 sáng. Con Nhật Huỳnh thành kính lãnh lễ chư tôn đức và thân chào tất cả đạo hữu. Hôm nay thứ hai ngày 16 tháng 11 năm 2020, Phật lịch 2506. Đề tài hôm nay giáo trình Phạn ngữ Mali, bài 15 kinh văn Hạnh tu như đất, học Phạn ngữ. Các hình thức chủ cách của danh từ nữ tính Uttilinga sẽ do Ngài Tề Siêu giảng giải. Mở đầu chương trình, xin tất cả chúng ta trang nghiêm tam nghiệp, đảnh lễ tam bảo chúng con thành kính, đảnh lễ cung thịnh thượng tọa minh hạnh từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Nam Mô Bụt Tha Dạ, con kính nhân mít đến sư. Nhất tâm định lễ Đức Như Lai, bậc ứng cúng, chánh biến tri, minh hạnh túc, thiện thể, thế gian giải, vô thượng điều ngự, thiên nhân sư, Phật, Thế Tôn. Nhất tâm định lễ chánh pháp do Phật thiền thuyết, thiết thực hiện tiền, vượt ngoài thời gian, đến để chứng nghiệm, hiểu năng hướng thượng, trí giả thân chứng. Nhất tâm lãnh lễ chư tăng đệ tử Thế Tôn, bậc diệu hạnh, trực hạnh, như lý hạnh, chân chánh hạnh, gồm 48 vị đáng nhận lễ phẩm, tặng phẩm, tế phẩm, kính lễ, là phước điền vô thượng trong đời. Nguyện cầu với Đức Phật Bảo, nguyện cầu với Đức Pháp Bảo, nguyện cầu với Đức Tăng Bảo, xin Tam Bảo gia hộ ngăn ngừa mọi tai ương, những hiện tượng bất tường, những mộng mị sâu xa, những nghịch duyên trở ngại thể đều mau tan biến. Nguyện muôn loài chúng sanh, người khổ xin hết khổ, người sợ hết sợ hãi, người sầu hết sầu bi, biết cho với niềm tin, biết hộ trì giới hạnh, biết lạc trú trong thiền. Chư thiên đã vân tập, xin tùy hỷ phước lành, được các tường như ý, rồi phản hồi thiên sứ. Chư toàn giác đại lực, chư độc giác đại lực, thinh văn giác đại lực, nguyện tổng trì uy đức, cầu phúc lành phá sanh. Chúng con thành kính lãnh lễ tri ân thượng tọa minh hạnh đã từ bi đọc kinh lễ bái tam bảo. Con thành kính lãnh lễ Ngài Tề Siêu cùng chư tôn đức hiện diện trong đạo tràng. Nhật Quỳnh kính chào đạo tràng, kính bạch chư tôn đức, kính thưa đại chúng. Bài học hôm nay giáo trình Phạn ngữ Bali do tỳ kheo Giác Đẳng biên soạn, bài 15 kinh văn Hạnh tu như đất, học Phạn ngữ. Các hình thức chủ cách của danh từ nữ tính Uttilinga sẽ do thượng tọa Tề Siêu giảng giải. Con thành kính lãnh lễ cung thỉnh Ngài Tề Siêu từ bi giảng giải bài học ngày hôm nay. Con kính nhân mít đến Ngài. Nam Mô Bụt Tha Dạ. Kính lễ Đức Phật, kính lễ Giáo Pháp, kính lễ Trừ Thịnh Văn Đệ Tử Phật. Kính chào Trừ Tùng Đức và thân chào tất cả quý đạo hữu Phật tử. Kính thưa quý vị, hôm nay chúng ta học về
Pali. Trước hết, chúng ta học về văn phạm. Ở đây chúng ta chịu khó cái buổi, những buổi đầu để làm quen với cái hình thức chủ cách của các danh từ nam tính, danh từ nữ tính và danh từ trung tính. Sau khi chúng ta học hết về cái hình thức của 13 nhóm danh từ như là nhóm danh từ bị ngữ nam tính, bị ngữ á, bị ngữ ý, bị ngữ y, bị ngữ u, bị ngữ u là năm. Chúng ta hôm nay chúng ta học về cái hình thức chủ cách của năm nhóm danh từ vị ngữ a, vị ngữ ý, y, u, u. Và tuần sau chúng ta sẽ học về hình thức chủ cách của ba nhóm danh từ trung tính, vị ngữ a, vị ngữ ý, vị ngữ u. Sau khi chúng ta học xong để làm quen với các cái danh từ, 13 cái nhóm danh từ như vậy rồi, thì chúng ta sẽ học một loạt về 7 ngữ cách còn lại. Và dần dần thì chúng ta sẽ học tới hình thức động từ thì vị lai, rồi đến hình thức động từ thì quá khứ. Khi đó chúng ta mới có thể có những cái câu bài tập tương đối là dài. Nó có chủ từ, có thúc từ, có thuật từ. Bây giờ chúng ta chịu khó, chúng ta làm quen, cho nên các vị học viên nên kiên nhẫn, đừng có nản. Câu người ta nói vạn sự khởi đầu nan, là muôn ngàn việc lúc khởi đầu bao giờ cũng gặp cái khó. Nhưng mà vượt qua được thì tốt. Chúng ta muốn nấu một bữa cơm thì khởi đầu là chúng ta phải vo gạo để vô nồi, rồi chúng ta nhóm lửa lên, phải chờ đợi cho đến khi lửa nó làm nóng nồi, nước sôi lên rồi gạo nở ra, lúc đó thì chúng ta mới chắc bớt nước cơm, hay là chúng ta canh nước cho nó vừa đủ, đến khi mà chín rồi thì chúng ta sới cái nồi cơm. Cái nào cũng khó, cái việc xây dựng quý vị một cái nền đất trống lúc ban đầu thì phải đóng ban đi chung quanh, rồi phải đo đạc, rồi phải ép cừ xuống đất, rồi phải làm cái đế cột, cái xi măng cột. Lúc đó nó ngán lắm thưa quý vị,
ngao ngán lắm. Mà cho đến khi có nền móng rồi, bắt đầu lên cột cao, xây tường, thì lúc đó mình thấy bắt đầu có cái phấn khởi một chút, vân vân. Thì tất cả những cái chuyện gì chúng ta làm luôn luôn lúc khởi đầu thì nó vất vả, nó đơn điệu, dễ sanh nhàm chán, cũng như cái việc học cũng vậy. Vì chúng ta muốn gây dựng cho có cơ bản, cho có căn bản về cái môn học đó, thì chúng ta chịu khó. Ngày xưa khi mà chúng tôi và Thượng Tọa Giác Đẳng học Pali đó thưa quý vị, cái buổi đầu thì cũng gặp cũng nản lắm, tức là phải luôn luôn học những cái bản chia cách với tám ngữ cách, mà vừa học xong cái này thì phải học cái bài kế tiếp cũng tám ngữ cách, nhưng mà cái dạng vị ngữ Ý, rồi tám ngữ cách của vị ngữ Y vân vân. Nhưng mà học cái này cái lại quên cái kia, học cái kia thì quên là cái này, cứ như thế. Nhưng mà dần dà rồi, khi mà có cái nền tảng dịch kinh sách, dịch câu bài tập trước nó cũng quen, lúc đó thì mới cảm thấy hơi có phần lý thú một chút. Và cứ như vậy mà chúng ta có cái nền tảng. Và khi chúng ta đã có cái nền tảng, có cái căn bản rồi, thì chúng ta tiến là dễ. Cũng giống như chịu khó lúc ban đầu, ép cừ, đổ móng cột, rồi đại dằn. Sau khi đâm le cái nền cao ráo bằng phẳng rồi đó, mới cảm thấy khởi sắc, là từ đó mình xây lên tường vân vân là được. Hôm nay chúng ta sẽ học về các cái hình thức chủ cách của danh từ nữ tánh. Lần này thì chúng tôi không có cho học riêng một nhóm từ tiếng Việt vựng, mà cho học chung danh từ nữ tánh. Danh từ nữ tính có tất cả là 5 tiếng Việt vựng. Việt ngữ tức là karata, thì cái chữ đó là cái chữ đuôi. Vĩ ngữ là cái chữ sau đuôi, chữ tận cùng của danh từ. Thí dụ như amma thì chữ a ở sau đuôi gọi là vĩ ngữ. Thì danh từ nữ tính trong tiếng Pali có 5 dạng tận cùng, 5 dạng vĩ ngữ là a, y, u và u. Danh từ tận cùng bằng a như là amma là người mẹ, kanya là cô gái, guha là hang động, darika là bé gái, phaeya là người vợ, tukla là cái cân, panya là trí tuệ, wacha là lời nói, nawa là thuyền tàu. Thì khi mà chúng ta phát âm á, chúng ta nhớ trong tiếng Pali, nếu như mà chúng ta phát âm không có cái giọng trường âm, không có đoạn âm rõ ràng, thì chúng ta sẽ bị nhầm lẫn. Thí dụ như khi nói amma kanya thì chữ a ở phía sau có cái dấu trường âm, chúng ta phải đọc a, nó không giống như là danh từ nam tánh vị ngữ ác. Thí dụ như gha, putha, thamma, sangha. Thì chữ A chúng ta đọc khác, còn chữ A chúng ta đọc thành trường âm khác nhau. Vì vậy người ta mới phân biệt được, ta nghe nói
là người ta biết cái đó là thuộc danh từ nam tánh hay nữ tánh rồi. Về hình thức chủ cách của từ nữ tính ví như A đó, thì xuất vẫn là A. Thí dụ như Puttasa Amma là người mẹ của đứa con, người mẹ của đứa con trai. Thì chữ Amma người mẹ đó thì nó là chủ cách. Còn số nhiều là A cũng có hình thức A. A vô, thí dụ như Amma, Amma vô là những người mẹ. Thì bây giờ học viên sẽ thắc mắc là nếu số ít cũng hình thức là Amma, số nhiều cũng có hình thức là Amma, như vậy thì làm sao mình phân biệt được cái nào số ít, nào số nhiều? Ở đây thưa quý vị, nếu mà chỉ có đơn giản là chữ Amma, Amma thì chúng ta không có phân biệt được đây là nó số ít hay số nhiều. Nhưng mà khi trong một câu chữ Amma là chủ ngữ, thí dụ như nói là Amma ô đà năng pachati, chúng tôi rất tiếc là chúng tôi đánh ở bàn phím, chúng tôi không có biết rõ cái chữ Pali, cho nên vị nào sư tự tri nghe đọc và sư đánh giùm được không? Amma chữ A ở phía sau chót á, sư để dấu trường âm giùm. À, rồi ô đánh năng ô đắc năng, sư nghe cho kỹ, đắc năng chứ không phải là ở cô Như Quỳnh. Cái chữ ô đắc năng là giờ m có chấm dưới không, m có chấm dưới. Ồ, cô để dấu chấm ở phía sau. Pachati, Amma Odanang Pachati. Nếu chúng ta nhìn cái động từ, chúng ta thấy đó là cái động từ ngôi thứ ba số ít, thì Amma ở phía đầu thì chúng ta nên dịch là người mẹ đang nấu cơm là số ít. Nhưng cũng với câu đó đó, nhưng mà Amma ô đa năng phát chan bát chan tí, cái động từ chúng ta để bát chan tí, sư tự tri đánh dùm cái câu trên rồi đó. Thì khi mà quý vị nhìn vào, quý vị quan sát, quý vị sẽ thấy nè, Amma ô đa năng bát chan tí thì chữ Amma đó là một người mẹ, cho nên để người mẹ đang nấu cơm. Nhưng mà nói Amma ô đa năng pachanti, động từ số nhiều, vì vậy chúng ta biết rằng là chữ Amma ở phía trước là danh từ chủ cách số nhiều, hình thức số nhiều, cho nên phải dịch là những người mẹ đang nấu cơm, những người mẹ đang nấu cơm. Chúng ta phải hiểu như thế.
Còn nếu như ở phía trước mà chữ để chữ Amayo thì thôi dễ quá. Thấy chữ Amayo thì chúng ta biết ngay là số nhiều. Nói là gì đó thưa quý vị. Bây giờ chúng ta học về những danh từ nữ tính về ngữ Ý, như là Akuli ngón tay, Asani là sấm sét, Kitti là danh tiếng, Dunufi là cái trống, Pati là bộ binh, Vuthi là mưa, Sati là trí nhớ, Phati là sự ngưỡng mộ. Thì danh từ nam tính là vị ngữ Ý. Những cái từ này hình thức chủ cách của nó là số ít trừ ngữ Ý. Thí dụ như Akase Asani là sấm sét trên bầu trời. Còn số nhiều Y, Y vô. Thí dụ như Bani Su Anguli, Anguli vô, Anguli vô là những ngón tay trên trên bàn tay, vân vân. Những danh từ nữ thì ngữ Y, Y tức là có trường âm ở phía sau. Thí dụ như Y thi, quý vị nghe đọc nghe phát âm là chúng ta biết đó là cái dấu trường âm, trường âm hay đoạn âm. Thay vì ta nói là chữ Asani là chữ chữ ni là đọc khác, và chữ thi người phụ nữ đọc khác chữ y. Kumari là thiếu nữ, Dasi là tớ gái, Sakhi là bạn gái, Pakani là chị gái hay em gái, xài được cả cả chữ Pakani. Migi là con nai cái, còn chữ Miga, chữ Miga. Là con nai đực, còn chữ Migi là nai cái. Sư tuần tri bỏ cái chữ chữ Mi, chữ Mi chứ không phải là chữ Mi nữa, chữ Mi, Migi. Này cái là chữ Mi ghi, chữ Mi là đoạn âm và Mi ghi là này cái, chữ đó mình đúc. Hathini là con voi cái, Sakuni là chim mái. Hình thức chủ cách của danh từ nữ tính bị ngữ Y là số ít Y, như là Khare Dasi, đứa tớ gái trong nhà. Số nhiều cũng là Y, nhưng mà thêm một hình thức nữa là Y vô. Khi mà chúng ta nói Khare Dasi vô, bây giờ trường hợp này nếu mà đa xích vô thì chúng ta biết là những đứa tớ gái trong nhà nhưng mà nếu nói khare dasi bởi vì hình thức chữ y á, nó cũng có số ít số nhiều cho nên khare dasi thì dịch là đứa tớ gái trong nhà, mà cũng có nghĩa là cũng có thể là những đứa tớ gái trong nhà. Thì làm sao chúng ta phân biệt? Đó là chúng ta cũng dựa theo động từ số ít hay số nhiều mà chúng ta tiên đoán được là đa si là số ít hay số nhiều. Bây giờ những cái danh từ nữ tính
vị ngữ ú như là rách chút, là sợi dây, quýt chút, là ảnh chớp. Ở trên khi mà sắp mưa bão đó thưa quý vị, buổi tối ở trên trời mà chúng ta thấy lửa nó sẹt ở gốc trời, ở trên nền trời có ánh sáng lóe lên thì chúng ta gọi là quýt chút. Và khi nó có một cái tiếng nổ, chúng ta gọi là trời gầm. Và cái tiếng nổ đó nó tạo nên một cái lửa tầm sét đánh xuống đất hay vào cái thân cây nào đó, thì như vậy chúng ta gọi là sét đánh đó. Thì chữ sét đó đó, sấm sét đó thì gọi là arsenic. Còn khi mà nó có lóe lên ánh sáng ánh chớp á, thì chúng ta gọi là quý chú. Ca sút là cái hầm hay cái hố. Cái chút là sự ngứa ngáy. Còn gia quốc là cháo. Cháo này là cháo cơm. Cơm cháo, cháo o. Thí dụ chúng ta ăn cơm thì gọi là gia cung phun cho tiếp. Còn nếu như mà chúng ta chữ cháu, mà cháu thí dụ như cháu gái, cháu trai chẳng hạn, cháu kêu bằng ông hay cháu kêu bằng cậu, trong trường hợp đó thì là chính nó tốt là khác. Đất rút là ghẻ lỡ. Cái nề rút, chúng ta để cho cái nề rút là của vô cái. Rút chứ phải xuống. Cái nề rút. Dạ, cái nề rút là vô cái. Sát xuất là mẹ chồng hay là mẹ vợ. Trong tiếng Bali thì mẹ chồng hay mẹ vợ cũng đều xài chữ sát xuất. Mẹ chồng của nàng ta cũng gọi là tát xa sát xuất. Và mẹ vợ của anh ấy gọi là tát sát sát xuất. Bây giờ hình thức chủ cách của danh từ nữ tánh đường ngũ số ít lũ như là Arame Ca Súc là cái hố trong khu vườn. Rồi xuống dưới là U Vô, hai hình thức Vân Nam Hí Ca Súc Vô, những cái hố trong rừng. Danh từ, những danh từ bị ngữ u như là chất mu là đạo quân, chất mu là cây hồng táo hay cây trăm, phu là đất đai, sarabu là con thằng lằn, và thu là người phụ nữ. Thì chất chủ cách của những danh từ nữ tánh bị ngữ u số ít là u vẫn giữ nguyên. Ví dụ như Cú Lê Quá Thu là người phụ nữ trong nhà, và Xuân Diều
cũng là u vô. Thí dụ như ga mê quá thú vô, chữ ga mê, ga là trường âm. Số nhiều, chúng ta thí dụ ga mê, ga là trường âm. Sư Từ Tri cho cái số, thí dụ số nhiều đó, chữ ga mê chứ không phải là chữ gắt mê, ga mê, ga trường âm, là cái ngôi làng. Những phụ nữ trong làng hôm nay chúng ta có học thêm một chút văn phạm nói về tỉnh từ. Tỉnh từ trong tiếng Pali là tiếng mô tả đặc tính của danh từ, như là Ujjorukho là cây cao, Sukrupa quách thu là người phụ nữ đẹp, Kalorivo là con báo đen, Setohathi là con voi trắng, vân vân. Thì những cái từ Ujjo cao, Sukrupa đẹp, Kalo là đen, Seto là trắng, thì như vậy những cái từ này gọi là danh từ. Gọi là tỉnh từ, những chữ này gọi là tỉnh từ. Tỉnh từ trong tiếng Pali nó không phải là bất biến từ như tỉnh từ của tiếng Anh, mà nó có cái sự biến thể, biến cách. Tỉnh từ mà nó biến cách á, thì nó phải đi cùng với cái động từ mà nó định tính, thì chúng đi theo cái tiếng danh từ đồng tính, đồng cách, đồng số. Thể danh từ ở phía sau nó là nam tính thì tỉnh từ đó cũng phải xài theo nam tính. Danh từ ở phía sau nó là chủ cách, hay là đối cách, thì cái tiếng chỉnh tỉnh từ ở phía trước nó phải là chủ cách hay là đối cách cho phù hợp. Nhìn lại thêm để phù hợp số ít số nhiều. Thí dụ như thu lá, tính từ có nghĩa là mập, thì thu lá là tính từ, chưa có định đoán được là cao thấp trắng đen. Nhưng khi nói đến thu lô buriso, tức là cái người đàn ông, cái gã đàn ông mập, mập mạp, thì chúng ta thấy từ thu lá và nó chia theo năm tánh. Năm tánh buriso là người đàn ông, thì cái chủ, thì cái tỉnh từ nó cũng phải đi theo một cách là thu lô. Còn nếu là nữ tính thì nó cũng bị, thí dụ như chữ thu la wanita là người đàn bà béo phì, chúng ta sẽ phải xài nghĩa gì? Tính từ trong tiếng Pali có hình thức biến cách theo nam tính khi chúng đi theo danh từ nam tính. Thí dụ như khi nãy chúng ta nói Puriso là nam tính, thì đi theo nó phải là thu lô Puriso nó mới phù hợp. Rồi tính từ biến cách theo nữ tính khi nó đi chung với danh từ nữ tính, và khi nó đi chung với cái danh từ trung tính thì nó chia theo danh từ trung tính, nó xu hướng gì.
Một số tịnh tông thông thường, bốn mô cá là nhiều, áp cá là ít. Khi mà chúng tôi cho những cái từ cập như thế này để chúng ta học, chúng ta nhớ. Chứ ở trong sách Công Phạm của từ xưa đến giờ mà các vị soạn, có đôi khi nhóm tỉnh từ sách theo thứ lớp ổn tự, nhưng mà cái nghĩa thì có nhớ. Còn ở đây chúng ta đi từng cập nhiều ít. Còn bây giờ tịnh từ nói thứ màu, ni lá là màu xanh, phi tá là màu vàng, rát tá là màu đỏ, ô đa tá hay là xê tá là màu trắng, đi khắc là dài, rát xá là ngắn, đi tá là thấp hèn. Ú chát là cao, ni chát là thấp, lùn. Phi sát là ốm, yếu, thù lá là mập. Gầm phía rác là sâu, ô ta ná là cạn. Dạ con thỉnh ngài cầm mic trở lại bạch ngài. Xin hỏi quý vị có nghe chúng tôi nói không? Chúng tôi mới vừa bị rất ít. Dạ, xin cảm ơn quý vị. Sư Tự Trí Hoa Hỷ sẽ copy cái phần bài tập, cái phần bài tập cái qua thị đầu, tất cả là 7 câu bài tập. Tôi cho nghĩa của từ, nhưng mà quý vị phải tự chia cắt. Rất chú là sợi dây, đi khác là dài, là tịnh từ. Nếu như tôi hỏi những cái sợi dây dài, quý vị phải viết thì sao? Thì bây giờ cái câu số 1 thì quý vị trả lời đi.
câu thứ hai đó. Ách đi, chữ ách đi, nhưng mà ở đây chữ ách đi là ngọn núi. So, như vậy chúng tôi muốn cho quý vị tập là quen với chữ nhiều, cho nên chúng tôi mở cuộc đơn, chúng tôi để là những ngọn núi. Quý vị chia cái chữ ách đi theo danh từ chữ nam tính, vì có uống chữ nhiều. Ú chá là cao. Thì bây giờ chúng ta có hai từ là ngọn núi cao, thì chúng ta hiểu cái cách mà kia nó như thế nào. Câu ba, Bà Đức Xá là con người. Vâng, có là nhiều. Số 4, Kanya là cô gái, Kisa là ốm. Chúng ta chia làm sao? Hồi nãy đến giờ không có ai làm bài. Thứ năm, Nadi là con sông, Utana là cạn. Cái số 7, cái số 6, Bana là lá cây, thì Bana là cây, đi lá sông và sông. Còn bây giờ khi mà chúng ta tập dịch từ câu tiếng Việt ra tiếng Pali, những con bò nhờ nhiều hàng hóa đã được mang đến xin lỗi quý vị. Bây giờ chúng ta qua cái phần dịch ra Pali, những con bò mập đang đứng, thì những con bò chúng tôi cho từ gọi là guna, mập là thu lá, động từ đang đứng có nghĩa tết thật tí. Nhưng mà chúng ta theo cái câu người ta cho, người ta đòi hỏi chúng ta là những con bò đang đứng, chúng ta phải làm sao? Số 2, nhiều hàng hóa đang được mang đến. Vô cá là nhiều, hàng hóa là phân đá đang được mang đến, chúng ta gọi là Hariyati. Cô ba, chúng tôi đang ăn, chúng tôi là mấy dân đang ăn. Ở đây được chia là Kadasi, con đường ngắn. Con đường ngắn đã có cho từ, cho từ ở phía sau, các vị chia theo cái nội dung. Số 5,
nhiều người đang nhìn. Và câu số 6 là có ít mưa, có ít mưa. Thì có động từ ở đây chúng ta xài chữ ấp thí, còn ít là chữ ấp bắc cá, và mưa là bố thí. Chúng ta dựa vào câu đó mà chúng ta làm bài tập. Như vậy cái phần văn phạm chúng ta tạm ổn, chúng ta học nhiều thôi. Bây giờ chúng ta học về một bài, một đoạn kinh văn bằng tiếng Pali với cái nghĩa dịch. Đoạn kinh này đúng ra chúng ta phải đọc tập nhìn đọc chữ Pali, rồi sau đó chúng ta mới tìm nghĩa. Vatavi samang rahula pha quạt năng pha về hí này rahula, hãy tu tập sự tu tập như đất. Vatavi samang hite rahula pha quạt năng pha quá thầu ấy tu upanna mana pa mana pa phát sát chiết tăng na coi ya đại giác phát sát ý để rau lá. Do sự tu tập như đất, các xúc cả ái không cả ái được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại. Bây giờ chúng ta dịch trước hai cái câu này. Trong hai câu này nó có những cái từ Vatavi Samang, Vatavi Samang. Chữ Samang là một cặn từ. Tỷ giáo chúng ta so sánh ở chữ Samang, chữ Samang là một cặn từ. Tỷ giáo so sánh rong lá là một danh từ. Hộ khách gọi danh từ riêng mà Đức Phật gọi, cho nên gọi rong lá, không có chia hình thức nào hết. Còn chữ pha quanh năng xuất phát từ cái động từ pha quê tí hay pha quê tí, tức là cái sự tu tập. Sao vậy biết được? Chắc có lẽ là ban ngày chúng tôi làm
việc hơi nhiều, cho nên buổi tối từ giờ này tôi bắt đầu chúng tôi Thinabatha. Với sự tự tri hiểu Thinabatha là cái gì ta? Hiểu không? Ngày hôm qua hình như là chúng ta có học hôm kia, chúng ta học về thủ tánh hôn phần, tức là thiên bích thái hôn trầm thị miên. Nếu mà gặp còn bài học mà nó khó đó thưa quý vị, nó khó, nó rất khó, chắc có lẽ là chúng tôi sẽ tỉnh liền. Còn bài học nó cứ trầm. Chứ tôi không biết là bây giờ học cái này đến chi. Cái chữ Patthavi Samanthi, tức là chúng ta tách ra chữ Patthavi Saman. Đâu? Nó đi tiếp A bới cái chữ hí ở phía sau và đứng trước chữ hí, chữ nít cái tá lệ mở chấm dưới. Khi nó gặp chữ H ở phía sau thì một là nó để nguyên là ăn, hai là nó để chữ nhá N vô ngã, hoặc là N chấm dưới như chữ tân ha chẳng hạn, là N chấm dưới. Còn trong trường hợp này là nó thành chữ chỉ giá. Cái hình thức đó viết là như vậy, nhưng mà nếu sao chữ lý ở đây có nghĩa là bởi vì hay là do, chữ pha văn năng tức là cái sự tu tập, và có giá tù tức là chúng ta xài chỉ định cách. Học từng từ thì nó lâu quá nữa. Bây giờ mà phân tích về từng từ người Phật tử chúng ta giống như là chúng ta nghe sấm vậy đó, nghe tiếng sấm sấm sét ở trên nền trời, nghe ầm ầm chứ không biết cái gì. Ồ chú Patthama Patthavi Samanthi có, không có dịch là do sự tu tập của. Cái chữ do sự tu tập, do tu tập sự tu tập, thì cái chữ này hí phà hoành năng phà quá dịch tô phà quá năng phà quá dịch tô mới là do sự tu tập, do tu tập sự tu tập. Bất thông quy sâm măng như đất, bất thông quy sâm măng sâm măng hít không phải là do sự tu tập. Vậy là
Cô Như Quỳnh muốn cho sự tỉnh phải không? Chữ Upanna đó nó là một quá khứ vương từ của chữ Upachati, có nghĩa là sanh, sanh lên hay cởi lên. Còn cái từ này nha, Manapa Manapa Phasa, thì chữ Manapa Manapa tức là khả ái không khả ái, Manapa và Amanapa, Amanapa. Hai cái từ này cái này thì chắc có lẽ là chúng tôi đề nghị bắt đầu tuần sau xin thượng tọa Chức Đẳng Quang Hỷ thượng tọa cho học cái đoạn kinh nào thích dẫn thượng tọa cho đưa lên trước, đưa lên sớm sớm để sư tự tri ông đem đến cho chúng tôi, chúng tôi sẽ chú thích các từ ngữ với những cái sự phân tích ra thì dễ nó mau hơn. Còn nếu mà bây giờ để nguyên bài như thế này mà chúng tôi ở đó mà chúng tôi chú thích từ ngữ, chúng tôi đánh Bali, đánh bằng phím là đánh chữ Bali cũng được, chúng tôi không biết cách đánh mà chờ cho sư tự tri hay là chờ của những quân này kia mà đánh được một chữ thì chúng tôi đọc một chữ lên từ rộng tư tới rộng năm bảy nó mới hiện lên màn hình, học vậy thì lâu quá. Nãy giờ chúng mới đi bên chút rồi. Ở trong cái câu này đó, chữ chích tăng là tâm thì chúng ta biết rồi, nhưng mà xài theo cái kiểu ở đây chúng ta xài trong cái nghĩa đối cách chứ không xài chủ cách được, bởi vì cái động từ đó, chữ thát sanh tín, thát sanh tín là thì vị lai số nhiều của động từ tín thát tín, và tại sao động từ ở đây là số nhiều là tại vì chữ phát sát, phát xa tức là các xúc, các xúc không có chi phối tâm bản trúng,
các xúc khải bất khải xây cho tháp bí ví như ra hú lá bát thú gia, tức là trên mặt đất sự chân bí, sự chân bí nên khi bàn thế người ta đổ cái vật sạch ở trên trên mặt đất, hoặc là sự chân bí nên khi bàn thế đổ cái vật bất tịnh ở trên đất, người ta đổ phân gù tha ra tầm bí đi cái bên tí bức tiểu của ta ra tầm bí đi cái mày khê lát ra tầm bí đi cái bên tí nhổ nước miếng bắt bát ra tầm bí đi bên tí quăng mũ, chữ mũ ở đây tức là cái chất dịch ở trong thân lô hết ra tầm bí đi bên tí là đổ máu. Khi mà người ta bị đứt tay đứt chân, máu nó nhỏ giọt trên mặt đất thì cái đó được gọi là lohita tâm ý, lohita cái tâm ý đi cứ bàn đi. Nát chết tê nó phật cô bi át ti dân ti qua hai dân ti qua chỉ có chất tí qua để rong lá ví dư trên đất người ta quăng đồ tịnh hay đồ bất tịnh, quăng phân quăng nước tiểu nhổ nước miếng quăng mũ quăng máu. Tuy vậy đất không có lo âu, không dao động hay là không có nhàm chán. Cái chữ đầy đó thưa quý vị, ở đây đó chỉ chỉ có tí, phải vậy là không gớm, không ghê tởm. Ta sẽ chỉ không ghê tởm, e qua mê quăng khô toan ra hô lá và tập quy sắp măng phà quanh năng phà quê hi e quan mê quá, tức là e quá cũng vậy. Cô tăng ra hô lá, khô ra hô lá, này ra hô lá, toàn phà quê hi là ngươi hãy tu tập Patavi Sabang Phavanang, sự tu tập như chư đất. Patavi Sabang Hite Rahula Phavanang Phavayetu Upanna Manapa Manapa Phasa Chittang Na Pariyaya Pariyanaya Thasanti. Rau lá do sự tu tập trên đất, các xúc khải bất khải được khởi lên, không có nắm giữ tâm, không có tồn tại.
Thì ở đây chỉ có mấy cái từ mà chúng ta gọi thôi. Bây giờ quý vị mới học sơ cơ, chúng ta phân tích từ ngữ ra thì cũng không có hướng dẫn cho quý vị để mà dịch được. Hôm nay trong lớp của chúng ta thì không thể cho điểm 10 trên 10 được rồi. An ủi lắm là nếu mà không cho, an ủi không có cho zero điểm, mà chỉ cho một điểm trên 10. Tại sao? Bài tập hồi nãy giờ không có chịu làm, bài tập không chịu làm. Còn khi mà chúng ta nghe, đọc cái đoạn văn đó, chúng ta cũng không biết ấn giáp gì hết. Ở đây thưa quý vị, ý nghĩa đoạn kinh này là trong cái bài kinh Giáo Giới Rồng Lá Đại Kinh thì Đức Phật còn dạy những cái hạnh tu cho một sa di Rồng Lá là hãy tu tập cái hạnh như đất. Khi tu tập cái hạnh như đất á, thì cái tâm không có bị dao động. Khi mà mắt, tai, mũi, lưỡi, thân tiếp xúc với cảnh sắc, cảnh thanh, cảnh khí, cảnh vị, cảnh xúc, nếu dù là cảnh tốt hay là cảnh xấu đi nữa, gọi là cả hay không gái, nhưng mà tâm của người khéo tu tập như đất thì không có bị dao động. Ý nghĩa tổng quát là gì? Bây giờ thì chắc có lẽ là chúng tôi xin dừng lại lớp học ở đây. Chúng tôi cố gắng đến giờ này là cũng khá lắm rồi thưa quý vị. Bây giờ còn 20 phút nữa thỉnh Thượng Tọa Giác Đẳng Quang Hỷ trở lại hướng dẫn cho cái phần, cái thời gian còn lại của lớp học. Nam mô Thầy nha. Sa thú kính trường thưa toàn thể siêu bất chi thú kính thưa quý Phật tử. Bây giờ thì chúng tôi xin được có vài lời trước khi thỉnh Thượng Tọa Pháp Tân cũng như chư tăng khác có phần thảo luận, và xin thỉnh Thượng Tọa Thế Siêu đề nghị. Thưa Phật tử, nếu chúng ta đọc ở trong kho tàng kinh điển của Phật Pháp đó, chúng ta thấy một điều rất là rõ, đó là Đức Phật này luôn luôn chú trọng đến sự tu tập nội tâm. Chúng ta thì quen cái thái độ là thì quý vị quan hệ chờ chúng tôi một chút nhé. Dạ, quý vị.
Thưa quý vị, chúng ta thường quen với cuộc sống ấy là chú trọng về mặt ở bên ngoài. Thí dụ một chiếc xe mình chạy, quần áo mình mặc, hoặc giả là cái chức vụ mình có. Nhưng mà nếu chúng ta đọc kỹ trong kinh thì một điểm mà Đức Phật ngày khuyên chúng ta nên hướng tới đó là lấy cái trạng thái nội tâm của chúng ta là một cái trọng điểm cho cuộc sống. Sáng hôm nay chúng ta thức dậy, tâm của chúng ta như thế nào? Nên có dành ít thì giờ để tự quan sát cho chính mình. Và nói đến thế giới nội tâm thì chúng ta thường bị một cái quan niệm mà ảnh hưởng chúng ta rất là lớn. Đó là mình khó làm gì được với nội tâm mình lắm. Bởi vì sao vậy? Người ta nói là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời. Đôi khi mình đi làm để phấn đấu được một cái chức vụ này hay được tăng lương, coi vậy mà nó dễ hơn là mình thay đổi cái bản tâm, thay đổi nội tâm của mình. Cái tính thì là hời hợt, kính tính thì hay ganh tị, cái tính của tôi là hay giận, tính của tôi là hay nhiều ham muốn hơn vân. Như vậy thì gần như là bó tay, mình không có làm được gì hết. Dạ, tính mình như vậy thì không làm gì được. Với một người mà có niềm tin ở Tam Bảo đó, thì chúng ta có cái niềm tin rằng tâm có thể được tu tập. Nói một cách khác là tâm có thể được chuyển hóa, tâm có thể được thay đổi. Và một ở trong những cách để mà chuyển hóa tâm tư của chúng ta tương đối là có cái tỷ lệ kết quả cao, đó là chúng ta lấy một cái gì đó để làm gương. Là gương, ví dụ là mình có cái tính là mình nói hay lung tung, đụng gì nói đó. Nhưng mà nếu mà mình ở gần một người nào đó mà họ ít nói, và tương đối là họ nói năng chừng mực, mình nhìn người đó, mình tự nhắc chính mình rằng mình sẽ nói năng có chừng mực như người đó. Hay hoặc giả là chúng ta đọc gương doanh nhân, đọc sách, nó có những tấm gương rất là sáng, và mình lấy người đó là một cái hình ảnh tiêu biểu để bắt chước theo, thì sẽ ảnh hưởng chúng ta rất là lớn. Người ta nói ở đời này là mã tầm mã, ngưu tầm ngưu. Ở đây nó có một cái câu mà chúng ta cũng thường nghe nói trong dân gian, đó là rau nào thì sâu đó. Chúng ta thấy rất là rõ ràng là một con người, một nhân vật quan trọng và những người ủng hộ nhân vật đó thường có cái cá tính giống nhau. Nhân vật, một nhân vật điềm đạm thì những người ủng hộ cũng là người điềm đạm. Nhân vật đó là nhân vật hay nói phét thì những người ủng hộ cũng hay ăn tục nói phét. Ví dụ như vậy, nó thường có sự tương đồng. Ở đây thì Đức Phật Ngài trong rất nhiều trường hợp Ngài dạy chúng ta lấy những cái hình ảnh của thiên nhiên, của cuộc sống hàng ngày là một cái sự nhận thức rất rõ. Thí dụ như là hình ảnh của người chăn bò, hình ảnh của khúc gỗ trôi sông. Và ở trong trường hợp này, Ngài dạy về đất, về nước, về lửa, về gió. Ngài dạy chúng ta một cái cách tu là dùng cái đặc tính an nhiên của đất. Đất mà nếu có phản ứng, đất nếu có bực bội, thì có lẽ là trái đất đã rất là bực bội. Tại vì trên mặt đất này, con người đã đào, đã cuốc,
đã quăng trên đó những vật dơ, vật sạch, người ta làm đủ thứ hết, nhưng mà đất vẫn là đất. Về điểm này, thưa quý vị, khi chúng ta tu tập, mới nghe thì cũng hay đó. Nhưng mà để có thể tu được cái hạnh như là Đức Phật dạy, Tôn giả Rau La ở đây, thì chúng ta phải có một số những cái lập tâm, hay là có những cái chuẩn bị. Thứ nhất là đừng bao giờ chờ đến khi người khác chửi mình, người khác miệt thị mình, thì lúc bây giờ mình bực quá, tức quá, mình mới ngồi xuống nói là mình sẽ tập tu hành như đất. Đôi khi những thứ vì những thời gian lúc đó rất là khó tu, tại vì cái việc nó đã xảy ra hay đang xảy ra rồi. Đời sống bình thường chúng ta nên tập nghĩ đến sự an nhiên, xem cái tâm bất động là một lý tưởng, xem cái tâm an nhiên là một trạng thái mà mình hâm mộ. Và ví dụ như là có những câu kinh ví như ngọn núi kiên trì, gió cuồng tứ hướng, dễ gì chuyển lai, tiếng đời chê dở khen hay, không làm trong độc đôi mày chỉ nhân. Đó là một câu kinh Phật cú, giống như một ngọn núi rất vững, gió cuồng tứ hướng không giờ thay đổi, dễ thay đổi đời cái khen cái chê, thì bậc trí cũng không vì bị mày dao động. Cái hình ảnh rất là đẹp, hình ảnh đó nếu chúng ta nghiệm cho kỹ, chúng ta thấy rằng rất là khả cầu, rất là đáng hoan hỷ. Một người sống ở đời mà người có trí mà để cái khen cái chê người khác dao động thì thật, làm cho mình dao động thật ra thì chúng ta còn yếu lắm. Hay hoặc giả là chúng ta nghe một câu thơ của Hòa Thượng Chánh hồi trước là Bồ Tát tâm tuy sống giữa trần, tâm luôn thanh thoát mọi gian truân, khen chê không động lòng trí giả, vui khổ đâu sờn dạ giác nhân, quyền tước mất còn không tuổi phận, lợi danh đắc thất chẳng than thân, tâm luôn hành xả trò dấu vệ, có thế mới thành bậc thượng nhân. Những câu thơ như vậy đó có lúc rất là vô nghĩa với chúng ta, nhưng mà tới chúng ta đọc và cho đi vào trong lòng, và chúng ta luôn luôn có ở trong cái thế chuẩn bị là mình không thể đòi hỏi bầu trời lúc nào cũng trong, nắng cũng đẹp, mà chúng ta biết rằng có những ngày mưa bão, có những lúc nắng rất là oi bức, trời nóng rất oi bức. Và không phải là vấn đề là chúng ta đòi hỏi rằng cả cuộc đời này đều là một sự bình yên bất tuyệt. Chúng ta không thể đòi hỏi rằng cái cảnh giới mình đang sống là một chốn bình yên, mà mỗi chúng ta sống, và nếu chuẩn bị tinh thần mình biết rằng cuộc sống này chắc chắn rồi có những cái xáo trộn, những phong ba bão tố, những thị phi lời khen tiếng chê. Điều quan trọng không phải là chúng ta luôn luôn được bảo vệ, điều quan trọng luôn luôn mình được bình an, mà điều quan trọng là chúng ta có chuẩn bị tốt tinh thần hay không. Chuẩn bị tốt đó là dùng đất, dùng nước, dùng lửa, dùng gió chẳng hạn, là một cái tiền đề để suy nghĩ, là một cái công án để suy nghĩ. Đất an nhiên, đất không phản ứng, vì vậy đất không khổ. Và không thể một sớm một chiều mà chúng ta trở thành một người an nhiên như. Nhưng mà đó là một hình ảnh chúng ta cảm thấy hoan hỷ. Cái sự an nhiên của đất làm cho chúng ta cảm thấy rất là thích thú. Và nếu chúng ta đem cái sự an nhiên đó đi vào trong lòng của mình, thì tôi nó là một phép, nó khiến cho tâm của chúng ta có khả năng chịu đựng hơn, ít bị chi phối hơn, và chúng ta cảm thấy vững lòng hơn khi mà đối diện với sự khen chê của cuộc sống, với sự buồn khổ của cuộc sống. Cái này thì ở trong cuộc đời, một người mà có hiểu Phật Pháp thì biết trân trọng đời sống nội tâm, biết quý đời sống nội tâm,
Và những ai thật sự quý đời sống nội tâm thì rất hiểu rõ câu nói có dao động thì không có khinh an, mà không có khinh an thì không hạnh phúc. Nhưng mà cái tâm tự tại không dao động, tâm an nhiên thì nó sẽ dẫn đến khinh an. Khinh an là sự nhẹ nhàng, mà có khinh an là có hạnh phúc. Vì vậy, từ một cái thí dụ trong đời sống, một thí dụ rất thật, rất thiệt của cuộc sống, chúng ta đem điều đó trở thành một công án, một đề tài để nghĩ. Và nếu mà chúng ta thường quán tưởng rằng khen chê vui khổ thăng trầm vốn là lẽ đương nhiên phải có, không ai tránh khỏi, thì lúc những chuyện nó xảy ra đó, thì chúng ta sẽ bớt đi, đỡ đi, không có chao đảo nhiều quá. Nhưng mà nếu chúng ta sống và nghĩ rằng tôi phải có quyền này, tôi phải có quyền kia, tại sao phải đụng chạm đến tôi, tại sao không phải là người khác mà là tôi, thì chúng ta sẽ sống một sự giận dữ, một sự phẫn uất. Và sự phẫn uất là gì? Đó là kẻ thù chúng ta muốn chúng ta phẫn uất, đó là những người chống đối chúng ta họ muốn chúng ta phẫn uất. Người khác họ có thể muốn chúng ta đau khổ, người khác có thể muốn chúng ta bị điên đảo, nhưng mà chúng ta có đau khổ và điên đảo hay không là do chúng ta có cho phép họ làm như vậy hay không. Nếu chúng ta không cho phép họ làm như vậy thì dứt khoát họ là họ, chúng ta là chúng ta. Chúng ta không nhất thiết phải vui phải buồn. Chúng ta nhớ hồi xưa vợ thì Vũ Giác có nói câu rằng mình đừng giống như cục bột. Người ta muốn tròn thì nặng tròn, người ta muốn buông thì nặng buông. Người ta muốn mình vui họ khen mình nở mũi lên, và người ta muốn mình buồn họ chê người mình nó giống như mặt đúng bánh bao chiều. Đừng bao giờ như vậy. Một trong những cái giá trị quan trọng và cuộc sống rất đẹp đó là khả năng sống an nhiên. Một khi mà chúng ta nghiệm cái sự an nhiên đó, chúng ta nghiệm cái đặc tính của đất, thì dần dà chúng ta sẽ khoan hỷ. Và cái sự khoan hỷ đối với cái bản chất, cái tự tánh an nhiên của đất, và chúng ta luôn luôn lấy sự an nhiên của tâm là một điểm chủ động. Thực vì tương đối mà nói đó, nó có rất lợi nhiều để chúng ta đối diện sự đau khổ. Không ai trong chúng ta mà không trải qua những cái cảnh trái ý nghịch đâu. Nhưng mà cái khổ nhất của cuộc sống đó, nó là ở chỗ cái kỳ vọng, nghĩ rằng cuộc đời phải hanh thông, cuộc sống mình phải luôn luôn tốt, người thân phải luôn luôn trung thành, phải luôn luôn tử tế, phải luôn cái này thì khác. Thật ra thì nó là như vậy. Nếu chúng ta để ý thấy một điều rằng không có ai mà ký một tờ giấy phải trung thành với chúng ta hết. Yeah. Ở trong đời quý vị thấy rằng nói chuyện vợ và chồng, cho dù có tờ giấy hôn thú, chưa chắc là vợ và chồng trung thành với nhau. Và chúng ta nói cuộc sống bên ngoài, những người thân chúng ta là ai? Những người thân đó là vui, khi vui đến thì buồn đi. Yeah. Tâm tư như thể chuồng chuồng, khi vui đậu khi buồn. Mà mình kỳ vọng rằng những người thân mãi mãi là thân thiết. Và những người nào mà mình nghĩ rằng cuộc sống nó mãi mãi chỉ có màu xanh thôi, mãi mãi chỉ niềm vui thôi, thì chúng ta sẽ khổ hơn là chúng ta thường sống như đất. Đất rất là đơn giản. Đất là hiểu rằng người ta có thể đào, có thể cuốc. Đất là người ta có thể quăng trên đó vật dơ. Cái dơ thường không nói, mà còn cái nhơ nhốt bao trăm muôn ngàn thứ. Và không lẽ vì vậy mà đất thay đổi bản chất của đất. Thì cuộc sống này, để mình tu tập, mình không thể nào mà mình quá chú trọng những cái vật chất mà chúng ta không chú trọng về tinh thần. Chú trọng về tinh thần nghĩa là chú trọng về nội tâm. Mà nếu chúng ta chú trọng về nội tâm thì chúng ta nên sống có chuẩn bị. Chuẩn bị những cái tư lương, chuẩn bị những cái một cái viễn kiến là cái gì sẽ xảy ra. Chúng tôi có nghe sư trưởng ngày xưa, sư trưởng có nói một ví dụ là có người tặng một cái đồng hồ rất là tốt,
Thời trước Bảy Tâm đó, chúng có những cái đồng hồ rất là tốt. Đồng hồ là lúc đó là một cái vật tùy thân rất quý vị tu sĩ. Và sư trưởng học bài học là nhận cái đồng hồ đó về để trên bàn. Thì thay vì vui là mình có cái đồng hồ, thì sư trưởng để cái đồng hồ trên bàn đó, sư trưởng nhìn nó và sư trưởng tự nhắc rằng nó có thể nó sẽ bị hỏng đi, nó có thể bị mất đi vì một ai đó tham họ lấy, nó có thể vì lý do này lý do khác mà không phải là bậc sở hữu của mình lâu. Thì quả thật sau đó không lâu thì sư trưởng bị mất cái đồng hồ đó vì lý do nào đó, mặc dù đồng hồ là rất là vừa ý, rất là quý, nhưng sư trưởng học được một bài học là nhờ mình có tâm niệm trước như vậy, người ít có khổ hơn. Ít khổ hơn tại vì mình biết là ở xã hội như vậy. Bởi vì Đức Phật Ngài khuyên chúng ta nên sống có những pháp gọi là thường tự quán, hay là thường suy nghiệm, nhận chính mình, nhận xét. Ví dụ như là chúng ta không thể trẻ mãi mà không già, chúng ta không thể khỏe hoài mà không bệnh, chúng ta không thể sống hoài mà không chết. Chúng ta phải chia ly với người thân yêu của mình, dù là sân ly hoặc là tử biệt. Chúng ta sẽ có nghiệp riêng của mình, và chúng ta sẽ đi theo nghiệp riêng đó một mình. Đó là một độc lộ trường thiên. Chúng ta sẽ đi qua nhịp cầu sanh tử một mình. Một khi thần chết hiện về, nào ai có thể chở che cho mình? Thân nhân dù có chí tình, đậm mùi chỉ biết đứng nhìn khóc thôi. Đó là sự thật. Thì nếu chúng ta thường tự quán, thường chuẩn bị cho mình những tư lương như vậy, thì khi mà chúng ta gặp những chuyện bôi bồ, nó cũng là một cách để chúng ta được tự tại như đất. Và sự tự tại đó, đó đối với người tu Phật nó có một giá trị cao. Một người mà có được cái tâm tự tại, người đó hạnh phúc hơn là người có tiền buôn bạc vàng. Chúng ta thường mơ ước có một cuộc hôn nhân thật hoàn hảo. Chúng ta mơ ước có một tài sản cho chúng ta dư giả trong cuộc sống, dư giả trong chuyện mà làm việc này việc kia như chúng ta muốn. Chúng ta thường mơ ước có một địa vị. Nhưng mà bây giờ khi mà Đức Phật dạy trong giải Rahula đó, bài kinh này đập vào tâm tư chúng ta. Chúng ta nên mơ ước điều rồi. Mong cho tâm của mình sẽ an nhiên như đất. Mong cho tâm của mình sẽ được tu tập mà không khó thì bị chi phối như là mặt đất đối với khi những gì người ta quăng ném trên đó. Thì nếu điều đó là một khát vọng, nếu điều đó là một sự mong mỏi, nếu điều đó là một tâm nguyện, thì thứ gì cái tâm nguyện đó cho chúng ta rất nhiều điều, rất nhiều lợi lạc ở trong cuộc sống này. Bây giờ thì quý vị chúng tôi sau khi chia sẻ quý vị một vài điều trong ý nghĩa của một phần kinh văn ngày hôm nay đó, trả lời trước nhất hỏi Thượng Tọa Pháp Thân, Thượng Tọa có mặt ở trước máy không? Nếu Thượng Tọa Pháp Thân nghe được, xin thỉnh Thượng Tọa hoan hỷ trả lời cho câu thơ luận phía dạ. Thượng Tọa Pháp Thân, có nhiều người nói rằng một khi mà mình sống thường nhẫn nại kham nhẫn, đó là một cách mời mọc những cái sự tấn công quấy phá của người khác. Và nếu mình luôn luôn chứng tỏ rằng mình sẵn sàng phản ứng một cách hung dữ, giống như phụ nữ họ đôi khi họ nói là gọi là xù đông nhiếm, phản ứng cách giận dữ hay phản ứng cách, đó là một cái tín hiệu cho người khác thấy rằng đừng đụng đến mình. Thì Thượng Tọa có nghĩ rằng phải chăng là sự tham nhẫn khiến chúng ta thất thế trong cuộc sống, và một con người thường nhẫn nại là mời mọc người khác là phiền mình, Thượng Tọa có nghĩ như vậy không? Cái thỉnh Thượng Tọa. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy Giá, Nam Mô Tham Mai Giá, Nam Mô Sang Khai Giá. Con thành kính đảnh lễ ân đức Tam Bảo, Đức Phật, Giáo Pháp và Chư Tăng. Quý vị có nghe rõ không ạ? Cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính đảnh lễ Thượng Tọa Giác Đẳng, Thượng Tọa Tề Quyền, Thượng Tọa Minh Hạnh, Đại Đức Tề Tri, Sư Nguyên Thông cùng Chư Tăng. Kính chào quý cô tu nữ và thân chào quý thiện nam tín nữ.
Cảm ơn quý Phật tử cho biết đã nghe rõ. Ở đây đó thì chúng tôi nghĩ rằng là cái pháp tu mà nhẫn nại đó là một cái pháp môn tu rất có cái giá trị, và nó hết sức là cần thiết ở trong cái đời sống tu tập của mình. Bởi vì như những người mà ở ngoài đời đó, người ta có thể nằm gai nếm mật, ngậm đắng nuốt cay để chờ cái thời mà để người ta phục hồi, để người ta trả thù. Thì những cái người đó đó, sự thật ra người ta nuôi ở trong lòng một cái sự chờ đợi, một cái sự hận thù, để chờ có cơ hội để người ta sẽ phản công lại. Đối với một cái người tu đó thì cái việc nhẫn nại đó là một cái việc hết sức cần thiết, là một cái thiện pháp, là sức mạnh của một cái người tu. Hay là nói là trong kinh Phật ngôn, Phật dạy rằng nhẫn nại là một cái vật trang điểm của một cái vị tỳ kheo, hay nhẫn nại là một sức mạnh của một vị tỳ kheo. Thì nói như vậy đó, thì ở đây đó là nhẫn nại là một cái sức mạnh của một cái người tu của chúng ta nói chung. Bởi vì chúng ta kham nhẫn với những người chung quanh, kham nhẫn với lại cái phiền não của chính mình, khi nó dấy lên, khi nó khởi lên, thì mình phải biết kham nhẫn và phải biết đối trị lấy chính nó, không theo chiều theo cái phiền não của mình, tham sân si gì đó, chúng ta không chiều hoặc là buông xuôi với cái phiền não đó, chính là mình có cái sự kham nhẫn. Hoặc là kham nhẫn với cái hoàn cảnh sống của mình nó ra sao, nó thuận hay nó nghịch, nó tốt hay là nó xấu đó, thì cái người tu của mình cũng cần phải có cái sự kham nhẫn. Thật sự ra thì chúng tôi nghĩ rằng là Đức Phật Ngài nói rằng kham nhẫn là một sức mạnh của một vị tỳ kheo. Bởi vì mình sống ở đâu cũng vậy, có cái pháp kham nhẫn là pháp cần thiết. Bởi vì nếu như một người mà thấp cổ bé họng á, thấp cổ bé họng á, thì mình có thể có một người đó, do là họ thấp cổ bé họng, người ta không có thể chống đối lại được, thì người ta đành ngậm đắng nuốt cay để là người ta chịu đựng những cái sự gì đó dày xéo lên người ta. Nhưng mà trong lòng của người đó đó, họ không phục, hay trong lòng của người đó họ cảm thấy đó là một cái chờ cơ hội để mà mình phục thù, hay là chờ cơ hội để mình phản công, thì xin thưa như vậy đó không phải là một cái đức tính của cái sự kham nhẫn. Bởi vì kham nhẫn là mình phải hiểu được cái nội tâm của mình, và thật sự là không phải là một cái người thua cuộc. Kham nhẫn không phải là một cái người thua cuộc. Thậm chí nếu như mà mình nói rằng mình có thể có một cái thế thượng phong đó, nhưng mà rồi đó là mình vẫn là có cái đức tính kham nhẫn, chứ không phải là những người thua cuộc. Cho nên về khía cạnh nào đi nữa, cái người kham nhẫn á, phải hết sức là thận trọng. Khi mà mình nhìn được cái nội tâm của mình, rồi mình biết được cái hoàn cảnh sống của mình ra sao, thì như vậy đó là mình một người khéo lèo lái. Lèo lái ở đây đó là không phải là mình yếu thế hơn mà mình phải lèo lái. Mà dù là mình có yếu thế hơn hay là mình thắng thế hơn, mạnh thế hơn đó, thì mình vẫn là một cái người kham nhẫn. Như vậy thì cái người đó nó có sức mạnh, chứ không phải là một người thấp cổ bé họng, thôi nhịn cho nó qua đi, bây giờ mình nhỏ quá, nói cũng la khóc cũng chẳng ai hay, chẳng ai biết, hay chẳng ai đối hoài gì tới mình á, thì cái điều đó nó khác. Còn đối với một cái người kham nhẫn á, thì dù là như thế nào đi nữa,
thì mình cũng phải là vẫn là kham nhẫn. Kham nhẫn. Cho nên là cái kham nhẫn này nó rất là quan trọng, nó cũng là một cái pháp môn tu của một cái người, một thiện pháp mà tu của một cái người tu của chúng ta. Hay nói là kham nhẫn cũng chính là một cái pháp độ ba la mật, theo trong Phật giáo, theo kinh điển Pali của chúng ta là như vậy. Cho nên cái việc kham nhẫn rất là quan trọng. Và chúng ta thấy rằng mỗi cá nhân, giữa người này với người kia đó, thì thật sự ra thì mình chơi chung với nhau, bạn với nhau, hay đồng trang lứa với nhau, hay gọi là xê xích với nhau một vài tuổi đó, thì mình cũng phải có cái sự kham nhẫn đó. Nếu không có cái sự kham nhẫn đó, thì không thể nào mà có cái sự gắn bó với nhau giữa tình bạn đồng tu, hay là giữa những cái người Phật tử, người cư sĩ, hay giữa các cái mối quan hệ. Cho nên là nếu mà mình, một người mà có cái kham nhẫn, thì bỏ họ ở đâu, môi trường nào, hoàn cảnh nào, thuận nghịch ra sao, nhưng họ vẫn thể hiện được cái bản chất của một cái người tu. Còn nếu không có kham nhẫn thì nhiều việc lắm, nhiều việc lắm, làm cho cái nội tâm của cái người đó họ không thể tu tập được. Mình để ý thấy một người mà nóng nảy, vội vã quá đó, thì thật sự ra thì cái người phàm phu của mình thì ai cũng nóng nổi, nảy vội vã hết. Nhưng mà rồi đó, nếu mà khi nào mà mình nóng nảy vội vã đó, thì rõ ràng là mình không có kiểm soát mình được. Còn khi một người mà có cái sự kham nhẫn, chính đó đó là cái tình bạn, nó là một cái sợi dây kết nối cái tình bạn của cái người tu với nhau, hay giữa thầy và trò, giữa tình bạn đồng phạm học, giữa phạm hạnh, hay là giữa những cái người cư sĩ với một người xuất gia chẳng hạn. Thì chúng tôi nghĩ rằng mình có cái sự kham nhẫn. Trong khi là nếu mà mình dùng cái sự hận thù, hay là mình dùng những cái quy lực, cái quyền lực để mà mình áp chế người ta, mình khống chế người ta bằng cách này cách nọ, thì ở đó nó không thể nào bền, không thể bền. Giống như là người ta mà một người mà trị dân, một vị vua mà trị dân bằng vương pháp, tức là những cái pháp mà mang lại cái sự an vui, an lạc, không ngà hiếp, không làm tổn thương thần dân á, thì cái người đó trị dân bằng cái vương pháp á, thì có lẽ là cái quốc gia đó họ sẽ là cường thịnh, quốc gia đó sẽ là cái ngai vàng, cũng như là đất nước vị vua đó sẽ được lâu dài bền chặt. Còn nếu như mà trị dân bằng bá đạo, hay là bằng những cái cường quyền cường hào ác bá đó, người ta sợ, nhưng mà người ta không phục. Người ta không phục đó không phải là người ta để yên. Đến một lúc nào đó người ta sẽ trỗi dậy, người ta sẽ nổi dậy, người ta sẽ chống lại. Đó là mình nói về đất nước là như vậy. Còn nói về cá nhân thì mỗi người nếu như mà mình thể hiện bằng cái sự pháp kham nhẫn á, thì đó là một trong những cái đức tính tốt giúp cho cái mối quan hệ, cái sự gắn kết giữa cái quan hệ giữa thầy và trò, giữa bạn đồng phạm hạnh với nhau, giữa những người cư sĩ và cái người kham nhẫn. Chính cái người kham nhẫn đó, là họ sẽ đạt được những cái sự thành công rất lớn, dù bất cứ trên phương diện nào, chứ không phải là chỉ có trên phương diện tu tập. Cho nên ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng chỉ có khi mà mình chống chọi lại, mình tìm cách này cách chống chọi lại, hoặc là tìm cách này cách kia để mà mình đối kháng lại đó, thì nó gây ra những cái sự phiền phức. Phiền phức là vì sao? Mình nghĩ cách này cách nọ, hoặc là trong lòng mình nuôi một cái sự hiềm hận, thì nó sanh ra những cái sự phiền phức rất nhiều. Nhưng mà một khi mình có kham nhẫn á, thì không phải là những người thua cuộc, mà mình luôn luôn có cái sự sáng suốt lèo lái trong mỗi cái tình huống, trong mỗi cái hoàn cảnh và trong mỗi cái sự việc. Thì khi đó mình là một cái người vững vàng ở trong mỗi cái sự việc nó xảy ra như vậy, thì cái người đó họ dễ thành công, cũng là một sức mạnh, họ dễ thành công bất cứ một phương diện nào.
Cho nên đặc biệt ở đây Đức Phật này nói là cái kham nhẫn là một sức mạnh của một vị tỳ kheo, hay kham nhẫn là một sức mạnh, một cái vật trang điểm cho một con người của chúng ta. Bởi vì một khi mà mình sân hận hay là mình hiềm hận, mình bực bội lên, mình khởi lên những cái hành vi cử chỉ nhăn mặt nhíu mày, vươn tay múa giỏ, động tay động chân, động thủ động chân gì đó, thì cái hình ảnh đó nó không bao giờ là đẹp. Và trong kinh Pháp Cú á, thì Đức Phật ngài nói là hận thù á, thì không thể nào mà dùng cái hận thù, tức là người ta đã ghét mình, người ta chống phá mình cái này cái nọ rồi, chẳng lẽ là mình lấy cái hận thù để mà mình đáp trả lại người khác, thì cái hận thù đó nó càng thêm chồng chất thêm. Và chỉ có cái hận thù phải dùng cái lòng từ bi của mình thì mình mới có thể là diệt được cái sự hận thù đó. Thì ở đây đó, chúng tôi nghĩ rằng một người kham nhẫn, chữ kham nhẫn thì phải nói rằng là cái người đó có đủ cái sức mạnh và một người có đủ sự sáng suốt để mình lèo lái ở trong mỗi cái tình huống. Để chi? Thứ nhất là mình giữ vững được cái tâm hồn của mình, cái đời sống tu tập của mình, cái đạo hạnh của mình, mà mình không bỏ vỡ, không đánh vỡ vì một chút nào đó, vì một việc nào đó. Cho nên chúng tôi nghĩ rằng cái kham nhẫn đó là sức mạnh, và kham nhẫn nó là trang bị cho một sức đẹp, cái vật trang điểm cho một người. Nếu một người mình sống chung với một người mà sự việc đâu phải là cái chuyện gì mà đùng đùng đó, rồi sân hận nổi lên đó, lại là tốt đâu. Dạ. Rồi nó xảy ra những cái việc đó, giống như người ta nói một cái điều đó là khi mà mình giận á, mình đánh mình chửi người ta, cái mặt của mình nó màu đỏ hừng lên. Nhưng mà đến khi mà mình lỡ tay mà mình làm người ta gãy tưng, gãy chai, gãy chân rồi, thiệt mạng, tính mạng đó, thiệt hại tính mạng á, thì cái mặt của mình nó trở thành màu vàng, màu xanh, màu vàng, nó không còn màu đỏ nữa. Nó lại là sợ rồi, sợ bởi cái hành vi của mình. Cho nên ở đây đó là cái người kham nhẫn là một sức mạnh lèo lái với lại mọi cái công việc, mọi cái tình huống ở trong cuộc đời này. Và chính cái sự kham nhẫn đó giúp cho người ta có được cái sự an lạc. Còn nếu mà nói rằng là kham nhẫn là một cái sự mời mọc hay là cái sự cuốn hút để giúp, để làm cho người ta gây ra cái phiền phức, thì chúng tôi nghĩ rằng cũng chưa hẳn là phải như vậy. Tại vì sao? Đối với một người mà có cái sự kham nhẫn đó, thì thật sự ra đó, nó làm cho cái sự nhiếp phục đối với mọi người. Còn nếu như mà mình càng đối kháng chừng nào, mình càng dùng những cái gì mà mình khả năng mình có để mà mình đối kháng lại đó, thì chưa chắc, dù là mình có thắng người ta đi nữa thì cũng chưa phải là bền. Nhưng mà rồi đến một lúc nào đó thì cái sự trỗi dậy của người khác, thì có lẽ là phản kháng của người khác, thì mình cũng là một cái người thất bại. Mà trước mắt á, là cái người có nhẫn nại là một cái người có cái pháp nhẫn nại, thì cái người đó là cái người thắng cuộc, chứ không phải là cái người thua cuộc. Cái người đó không phải là cái người yếu thế, mà cái người đó luôn luôn là cái thế thượng phong, và luôn luôn sáng suốt trong mọi cái tình huống. Như vậy đó thì đúng là cái cách nhẫn nại của một người. Và trong cái sự nhẫn nại đó thì thật sự là mang lại cái sự an lạc cho mình và cho những người khác rất là nhiều, đặc biệt là cho mình. Đó cũng là một trong những cái thiện pháp để mà mình tự tu tập, tự trau dồi ở nội tâm. Thì qua cái câu hỏi của Thượng Tọa thì con xin có cái ý để chia sẻ những cái ý của mình qua Thượng Tọa vừa nêu. Kính thỉnh Thượng Tọa trở lại. Sa thú kính trình Thượng Tọa Phạm Tịnh. Thượng Tọa Tế Quyền ấy, Thượng Tọa có mặt ở trước máy và có nghe được không? Nếu Thượng Tọa Tế Quyền nghe được, Thượng Tọa Quang Hỷ trả lời cho câu thảo luận số 2.
là một người đi tu thì chúng ta thấy rằng, đặc biệt là lúc thiếu thời hay mới vào tu, cái gì cũng bấp bênh, cái gì cũng vô định hết. Người đời thì họ trông cậy vào tiền bạc, họ trông cậy vào người thân, người đời họ trông cậy vào học vị, vào của cải, vân vân. Chúng ta là người đi tu, đôi khi chúng ta không trông cậy vào cái gì được hết. Thì làm sao chúng ta sống với cái sự an lòng, với sự vững lòng, và cái gì làm cho chúng ta vững lòng trong cuộc tu? Cái tỉnh sự tập tự nguyện. Nam mô Bụt Thầy, Giá Nam mô Tham Ma, Giá Nam mô Sang Kha, Giá Giá Thưa quý vị nghe rõ. Dạ, cảm ơn. Chúng con kính lễ đến Đức Phật, đến Giáo Pháp, và chúng tăng kính lễ đến Thượng Thượng Giác Đẳng, Thượng Thật Pháp Tân, Thượng Tổng Minh Hành, Đại Đức Tuệ Tri, Sư Nguyên Thông, cùng Chư Tăng đang hiện diện. Các cho đến quý tu nữ cũng chư Phật tử. Giờ kính bạch với Ngài, kính thưa quý vị, có thể nói rằng là cái đời sống ở xã hội thì chúng ta tạm gọi, tức là nó có một cái an ổn mà chúng ta đặt định bằng cách, tức là thí dụ như quý vị làm rồi thì về sau có cái bảo hiểm, về sau có cái lương hưu vân vân, thì cái điều đó nó cho cái cuộc sống của chính mình, hay là mà mình gặp những cái gì đó mình cũng có chút xíu tiền của gì, chút xíu mình cũng như thủ, nó cũng gọi là nó an lòng, nó có một phương hướng, nó có một cái vững chắc hơn. Nhưng phải nói rằng nếu có đời sống tu thì bấp bênh giữa cuộc đời, đúng như vậy, như mà cuộc đời này nó vô định thì chúng ta phải có phương án như thế nào. Thì quả thật nếu như dầu cho một người xã hội cũng vậy, chúng ta chuẩn bị là một chuyện, nhưng liệu chúng ta có được an lòng, có được vững lòng không, có được an toàn không, điều này cũng chưa chắc. Nó có thể biến mất, nó có thể bị thoát đi, mất đi những cái gì mà chúng ta có cái sự dự định, có sự chuẩn bị, những cái duyên, cái phước. Nhưng được cái gì mà khiến người tu vững lòng khi mà cuộc đời đầy những cái bấp bênh và vô định đối với người tu? Trên cái tinh thần chúng ta không có phải bị một cái tài sản, một cái tiền của, một cái vật chất hay một cái gì đó gọi là một bến đỗ, một bến bờ an toàn, nơi ấy an toàn, thì người tu không có định vị như vậy. Và đối với người tu thì phải hiểu rằng là tất cả pháp nó sẽ vô thường, tất cả pháp nó khổ não, tất cả pháp vô ngã. Hay là người tu để thấm nhuần trên cái tinh thần đó, và thấm nhuần trên tinh thần thứ hai đó chính là cái giá trị nhân quả. Còn sống là biết mình đang sống, mình đang đối diện đây. Còn chuyện mai sau thì nó là một chuyện khác. Bởi vì chúng ta không thể so sánh giữa cuộc đời của người tu và cuộc sống của xã hội. Cuộc sống của xã hội cần thiết lập như vậy là cũng đúng. Bởi vì họ có cái gì? Họ có cái điều kiện. Rồi họ có một cái thời gian để chuẩn bị cho chính họ, nhiều khi lớn tuổi cần một chút ít kinh như tài sản, hay hoặc là có những cái bảo hiểm nó lo lắng được, thì đây chính là một cuộc sự an toàn. Nhưng còn người tu thì không phải tối ngày cứ lo như vậy, mà cứ lo tu, cứ lo tiến tu. Thì cái tâm lý của người tu là một sự tiến tu. Chính cái sự tiến tu đó nó là một điều hết sức tốt đẹp, để cho chính chúng ta có một nhiệt tâm, có một nhiệt quyết bước đi. Nếu như một người tu mà cứ sợ như thế này như thế kia thì nó không có vững vững tâm được. Bởi vì cái đời sống của người tu á, tức là Parapatipatha Mejivika, sự cứ nuôi mạng của ta ở kẻ khác, Anyome Kapo Karaniyo. Thì nếu như một người nào mà tu thật, tu đúng, thật tu, thì không có đói bao giờ. Và nếu bệnh hoạn cũng không có chết trong cái bệnh hoạn đâu. Cái điều này nó thật. Nhưng liệu mà chúng ta đối với người tu đó có vững lòng, có vững tâm, vững chắc hay không, để mà tiến bước hay không, đó là một chuyện khác nữa. Nói chuyện một cái thứ hai nữa với người tu thì như đã nói, tức là vì không bị với sự vướng bận, nên người tu phải biết rằng cái xác thân này nó chỉ là giả tạm, cái xác thân này chỉ là mượn tạm thôi, nó chỉ là
ghé là quán trọ cuộc đời gửi thân thứ đại này như thế thôi. Mình hiểu trên một cái lý, trên một cái sự của cá nhân chính mình, không bị bao vây bởi những người thân, bởi những cái người của mình. Cho nên cái người tu nó vững chắc hơn, hơn người khác, đặc biệt tức là hơn an cư sĩ. Bởi vì mình biết rằng là mình cố gắng thì mọi việc nó cũng sẽ, nó cũng sẽ qua rồi. Bởi vì thấy nó bình thường, thấy nó bình thường. Thí dụ như bởi vì người ta có tiền của, bởi vì người ta có nhiều cái dễ đầy những cái tâm tư tình cảm, tiền của, tài sản vân vân, thì người ta sợ mất. Chứ mà nếu như mình không có sao sợ mất cái gì nữa, không có thì không sợ mất. Đây là cũng là cái lý thật đó. Cái gì? Nếu như người tu nào có thì người tu đó rất là sợ, sợ chết, sợ bệnh, sợ sợ hiểm nguy vân vân. Bởi vì chúng ta có chúng ta mới sợ hiểm nguy, chứ nếu không có thì nó có gì đâu mà nó sợ. Đây là câu nói thật và đúng như thế đó. Cho nên vì vậy cái điều đó, những cái điều đó nó khiến người tu nó vững lòng đối với cuộc đời, nó bấp bênh, không đến nỗi mà chúng ta phải bị thiếu một bữa ăn, một bữa ăn, hai bữa ăn, ba bữa ăn, hay hoặc là nhiều bữa ăn thì quá là khó, không có đến nỗi. Mà rồi chúng ta cũng không thể nào chúng ta bệnh hoạn, mà cũng không thể nào mà nằm một đống đó rồi bệnh hoạn rồi gục xuống thì chết luôn, chuyện đó nó cũng khó lắm. Quả thật cái điều này, cái quả báo của Sa Môn và cái hưởng cái phước của Phật nó lớn lắm cái thứ gì, chúng tôi phải nói thành thật như vậy. Chưa hề bao giờ thấy một người tu nào mà chết trong cái đau khổ. Chính người đã quá nhiều giọng móng thì mới đau khổ thôi. Thì cho nên á, cái tinh, cái tâm của người tu á, nếu như mà tâm thật tu á, nó khác hơn là cái người đời. Chúng tôi cũng xác định rõ cho quý vị vậy. Chứ còn bây giờ quý vị thấy, ví dụ như bây giờ bây giờ chúng ta ở xã hội, đâu có ai có thể giúp cho ai mà cũng có thể có được, chính là cái gì, cũng như là một cái thể người thân thì giúp đỡ người thân vân vân. Còn nếu chúng ta tu mà chúng ta có được một ít người thân không nói, còn bây giờ thí dụ như là không còn cha không còn mẹ nữa, các anh em thì huynh đệ thì cũng xa. Thí dụ như có những huynh đệ hay có những các anh em ở đi thì cũng ở xa ta, có thể quả quằn thì cũng giúp gì đó, nhưng điều mà nó cũng tương đối thôi, chứ không có được như là cha là mẹ. Bây giờ không, mình không cha không mẹ thì trong cuộc đời này chúng ta phải đối diện với chính mình, và đối với người tu mà phải vững vàng trên cái ý niệm tu tập, ý niệm của sống chết, ý niệm của vô thường, ý niệm của nhân quả, ý niệm của vô ngã. Đây chính là một điều hết sức đặc biệt. Mình không có cái gì mà không sợ mất. Và hiểu trên cái nữa thì thân xác này chỉ là đổi thay, chứ không cũng chả có phải mà lo sợ khiếp đảm gì. Mà chính người tu làm sao vững lòng trong cái bước đi của mình, trong cái sự tiến tu của mình. Đấy là một cái điều đặc biệt. Và kính thưa quý vị, ở trong cuộc đời này, quý Phật tử cũng vậy. Nếu như chúng ta không có điều kiện thì chúng ta cũng đừng khiếp sợ gì. Rồi chúng ta gọi là cái trì nghiệp nó cũng sẽ đi qua. Cái trì nghiệp quý vị, cái trì nghiệp đó, tức là phải giữ cho mình, không thể nào muốn chết là chết được, mà muốn sống là sống yên đâu. Thì cái đó là do cái nghiệp quả, nhân quả của mình đã tạo. Có nhiều người thất bại hay là bị cướp mất đi những cái tiền của tài sản, hay là bị con, bị cháu, bị người thân lừa gạt, hay hoặc là lấy đi những cái đồng tiền mà dưỡng già, lấy đi những cái đồng tiền mà gọi là để tối lửa tắt đèn. Họ bị nhiều lắm. Bị những người con mà nghịch tử á, thì nếu như mà họ sợ hãi thì rất là nguy hiểm. Ở đây chúng ta cũng vững lòng rồi, nó cũng xong rồi, nó cũng qua. Cho nên tinh thần của người tu là một tinh thần
Đó cũng chính là cái giá trị tu đó. Họ phải biết, họ biết vượt qua, họ phải biết đối diện. Cho nên dầu cho là người tu của bậc xuất gia hay là người cư sĩ cũng vậy. Chúng tôi ví dụ chẳng hạn như bây giờ mình nghĩ rằng là mình không có con, có cháu, muốn không lo cho mình. Sự thiệt ra chưa chắc lo cho mình, chết ở trong nhà dưỡng lão hay là mình chết ở nơi nào đó cũng chả có con, có cháu gì. Bệnh hoạn ốm đau gì nó cũng chả có quay quanh có lo đâu. Thì chúng tôi chia sẻ, chúng tôi nói với một số người mà nhiều khi họ không có con cháu. Chúng tôi nói quý vị như vậy là quý vị cũng hạnh phúc rồi, không sao đâu. Chúng tôi chia sẻ, chúng tôi nói nhiều khi có mà không lo nó còn buồn hơn. Chứ chúng ta có thì mình nên chuẩn bị cho một chút gì đó để nó an toàn thôi. Nhưng điều nó cũng không an toàn và tất cả hãy tùy duyên đi, tới đâu tính tới đó. Đành rằng mình không thể buông trôi theo như vậy, mình cũng có sự chuẩn bị. Nhưng cái sự chuẩn bị đó mình không cho nó là một cái giá trị tuyệt đối, và nó sẽ được an toàn, và nó sẽ được bên ta như thế. Nó có thể mất đi thì cuộc đời này rồi cũng tiếp mãi lăn trôi thôi. Như là một chuyến tàu mà chúng ta chỉ ghé ở sân ga, rồi chuyến tàu này ra đi, rồi chuyến tàu khác tới, chúng ta leo lên tiếp tục thôi. Rồi thì vòng xoay cuộc đời nó lại như thế thôi, chứ không phải là chết rồi coi như là đau khổ. Thì người có được chắc chắn cũng đau khổ khi phải chết, và người không có được cái sự chăm sóc, khi có được cái sự chăm nom một cách đầy đủ thì cả hai người chết đều đau khổ. Thì chết một lần chứ không chết hai lần. Thì trước sau cũng chết, thì có gì phải sợ, có gì phải lo. Quý vị nhớ rõ, trước sau cũng chết, và chết có một lần, và chết là khổ. Chứ phải người được lo, người được sự chuẩn bị là chết không khổ, mọi người không có sự chuẩn bị chết là khổ, không phải như vậy, mà chết là khổ. Bởi vì lúc đó bệnh hoạn ốm đau thì mọi cái sự chăm sóc gì đó, mọi cái điều kiện thuốc men gì đó, nó là một tác nhân tác động. Nhưng phải nói tác động chính mình là một mình đau, mình biết nó đau nhất thấu trời, thì chỉ mình thôi. Như hồi nãy mà cái câu mà quý như thường nội đã nói đó đó, một khi thần chết hiện về rồi, hay một khi đau đớn nó hiện về rồi, thì nào ai có thể chở che cho mình đấy. Mình một mình đối diện thôi. Thân nhân dù có chí tình cũng đành đứng đó mà làm thinh đứng nhìn. Cho nên bây giờ bấp bênh hay không bấp bênh, vô một phương trời vô định cho tất cả. Bởi vì chúng ta không biết được cái chết lúc nào, và chúng ta cũng không biết chúng ta chết ở nơi đâu. Chúng ta nhớ hai điều không biết: không biết chết khi nào, và không biết chết ở đâu. Và chúng ta có những người chết bệnh thì chết, có những người không bệnh cũng chết, hết tuổi thọ là chết. Thì chúng ta cứ suy nghĩ như Phật dạy vậy, tới đầu tính tới đó. Đôi khi chúng ta nghĩ suy nghĩ như vậy mà là một cái giá trị thực, một cái giá trị thật, một cái giá trị để chúng ta không phải lo sợ, mà chúng ta vững lòng biết quý trọng cái sự sống này, mà để chúng ta sống nó tốt đẹp, và sống nó an lạc. Và kính bạch thượng tọa, chúng đây chính là cái câu thảo luận của chính con. Nếu có gì đâu cần bổ túc thì kính cung thỉnh thượng tọa. Dạ, chúng con kính cung thỉnh thượng tọa quay trở lại. Nam mô Bổn Sư Thích Ca. Sa thú cái trường cho tôi thưa quý vị. Thưa vị, đôi khi có một vài cái người ý ở trong kinh điển mà chúng ta có thể áp dụng một cách rất là thực tế, thực tiễn trong đời sống hàng ngày. Nhưng mà vì chúng ta đọc quá nhiều, đôi khi chúng ta phớt lờ và chúng ta không có lưu ý lắm những đoạn kinh ngắn như vậy. Nếu chúng ta chịu suy gẫm sẽ có rất nhiều lời lạc. Xin được kết thúc chương trình sinh hoạt hôm nay của Trung Phật Pháp của Đa Đàm Ma. Kính thương chư vị giảng sư đã vào trung để chia sẻ. Đảnh lễ quý ngài, trân trọng tạm biệt quý Phật tử. Kính chúc tất cả một ngày an lành, một đêm an lành. Hẹn gặp lại trong chương trình ngày mai. Nam mô Bổn Sư Thích Ca.
sa thủ lành thai, chúng con thành kính. Con Nhật Huỳnh kính. Con Nhật Huỳnh xin thay mặt đại chúng trong rung, chúng con kính tri ân chư tôn đức đã mở lòng bi mẫn giảng dạy Phật pháp hữu ích cho chúng con, đã hướng dẫn nhiều dặc chúng con tiến bước trên hành trình tu tập, hầu mong đem lại an lạc trong đời sống và hướng đến đạo quả giải thoát luân hồi. Kính cảm ơn đại chúng đã lắng tâm thanh tịnh thính pháp. Kính cảm ơn quý chủ nhiệm, quý ớt, sứ ngôn viên đã yểm trợ các phần hành trong lớp học được hoàn tất mỹ mãn. Chúng con kính chúc chư tôn đức thân tâm thường lạc, Phật sự viên thành. Kính chúc quý đạo hữu luôn an lạc các tường trong chánh pháp nhiệm màu của Đức Từ Phụ Thích Ca Mâu Ni. Để kết thúc chương trình, xin chúng ta nhất tâm hồi hướng. Nguyện công đức đã làm kết giải thoát, nguyện hồi hướng chư thiên hàng hiện thần hộ pháp, nguyện các bậc hữu ân đồng thừa tư công đức, nguyện chánh pháp trường tồn, chúng sanh cầu giải thoát. Nam mô Bụt Tha Giá và Nhật Quỳnh kính cảm ơn Sức Hoa Nguyệt, Thích Hải Ngọc và đạo tràng đã cho Nhật Quỳnh biết được tín hiệu.